phải nói không như nào, phê anh em nhá, phê loài, tiếng mát cực dày, ấm, sâu và uy lực. Trước mắt quý vị và các bạn, anh Nguyên đang giới thiệu về những quả súp cao cấp chính hãng nhá, đến từ thương hiệu GSL. Thì đây là dòng súp thiết kế cực kỳ bắt mắt và xinh đẹp, cùng gần như vuông em ấy nhá. Sử dụng một củ bát 50 từ 22 coi 100, từ rất dày, xương vuông và tiếng mắt đánh rất sâu lan tỏa, giá thì mềm mại yêu thương. Dòng súp GSL cao cấp anh em nhá, và kẻ có thả vô cùng phê. Tôi mời bác em nghe một tí nữa xong rồi em sẽ giới thiệu. Em đang nhờ hai quả loa full MRX 512 để tăng cái độ cộng hưởng của nó thôi. Quê hương em hôm nay rất đẹp đó nha. Đấy, đúng rồi, phong cảnh sơn thủy hữu tình, trên là núi, dưới là đồng ruộng. Úi trời, nghe phê. Anh em cắm một tay phone này phát nhá. Đây là có 4 quả thôi nhá, có nhiều ạ. Quá đẹp rồi. Và nghe thấy súp của anh rất là đượm nhá, dày, gần như là chắc chắn còn càng luôn. Nếu con này anh em có thể chơi được phòng hát này, chơi được trong gia đình này, rồi là sự kiện nhá, bởi vì nó là họng từ lớn. Rồi em tiến sát lại gần mà mời các bác dừng nhạc em nhá. Đầu tiên về cái thùng anh em nhá. Su Hero giữ trái thùng này. Đấy, thùng nó thì rất là chắc chắn, nó hình vuông anh em nhá. Kê kích được mọi chỗ trong gia đình nhà mình. Đấy, đến từ thương hiệu GSL Program Production mới nhá, nó là bản quốc tế rồi. Và cái này nó hay một cái là kể từ cái căng đó nhá, nó là hình vuông này, tất cả ốc nó sẽ bắt trực tiếp vào thành này. Đấy, nó là dòng súp cao cấp mà. Đấy, tất cả ốc để nó ghim cái căng ấy là ốc bắt trực tiếp vào thành này, ốc gen này. Đó, thùng rất là sâu đúng không, rất là sâu, bông tương đối là mới. Đấy, các bạn nhìn nhá. Và cái này thay cái có điều cái nào nó sẽ làm cái chỗ mà để cắm cái dây loa ấy là nó thụt vào trong này. Đấy, thụt trong này. Đấy, nó thụt này nhá. Có khi anh em kê sát tường thì nó không ảnh hưởng gì. Đấy. Còn bên ngoài nó thông số. Đây tem chính hãng nhá, đây tem này. Cái này nó cái tem nó trông nó thì đặc cấp rồi. GSL. Công suất là 600W đến 1200, độ nhạy là 99 dB, 8 ohm. Đấy. Con này là hàng VIP Pro rồi nhá. Để chỉ có size đầy đủ luôn. Con này thương hiệu nó quá lớn luôn. Cái dòng thương hiệu là GSL này bác nhá. Cái này nó trông bát thì bác trông nó mới sướng cơ. Đây củ bát đây. Nó bãi xịn nhá. Củ bát thì bác nhìn thấy cái bát rất to đúng không? Và gân độ tầm dầu, màng sóng nó bền kinh khủng. Con này đánh thoải mái không mà sợ rách màng. Offer tròn xe này, tất cả keo chỉ nhá. Xin tuyệt đối luôn. Bác thấy một cái màng bát mà nó sâu tới 30 cm này thì cái thể tích chất lớn, độ phóng rất là xa, nó sâu và đi xa nhá, sâu xa này, rộng rất là đẹp đúng không ạ. Đây toàn bộ cái quả súp này em về được 4 quả, nó không có nhiều nhá. Đây là nhện màu vàng này, sợi to đấy anh em nhìn, tất cả nó đều có mao vạch hết này. Chỗ cắm của nó thì quá dày luôn, ý lốc này chắc chắn nhá, khung xương vuông vuông to như cột đình luôn, màng nó là sần đây, chỗ như màng GB đấy bác nhá, y màng GB, thiết kế kiểu màng GB đúng không? Cái sắt từ là 230 nhưng em nghĩ không phải 220 nữa, và có cả cái lưới chắn bụi đây, tốt đất khí này, cái từ rất là dày anh em nhá, rất là dày luôn đấy. Đấy, con này tiếng đánh phê vào cái màng này nó sâu bác nhá, màng nó sâu anh phê lắm, tiếng nó ra sâu lắm, gần như là mới đét đẹp luôn đấy. Thì giá rất là yêu thương anh em, chỉ có 6 triệu đồng một quả thôi, bao ship nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đấy, bác gia đình bác chỉ cần một quả súp này thôi. Đấy, không cần phải nhiều nhá. Một quả súp này với một đôi loa này thì bác hát hòa nghe nhạc sàn, nghe nhạc du dương cái tình ok. Lôi nhìn lôi MR512 này, Mỹ loài phải phòi, em bán mức giá là 26 triệu. Kết hợp quả súp 6 triệu. Bác dùng con đẩy 3 kênh gần 8.5 nhá. Ghép một cái vang số, một cái mic thì có thể là nghe nhạc đẳng cấp luôn, không phải cầu kỳ. Nhắm đảm bảo bao phòng anh em rộng 50 vuông đổ lại. Thích nghe nhạc du dương trữ tình thì JBL nó bật thì nó không chịu được đúng không? Muốn sức mạnh thì có súp này nó gối thì không chơi được. Mọi thông tin mua sắm phối ghép các bạn liên hệ với em thoại 0936 583 110 nhá. Có nhu cầu chỉ còn em 1 triệu cọc nhá. Thì em sẽ chuyển súp. Đấy, súp này thì các miễn là bàn thôi. Nói chung là hàng xịn sò của Tây thôi. Đấy.
Anh muốn chào các bác nhá, và cảm ơn các bác đã theo dõi video.